Mày loạn thần á thì mày đừng trách tao. Mày lại đây đi, qua đây gặp tao, qua đây gặp tao. Đủ má mày giang hồ cỡ nào. Chửi đã chưa, hăm dọa đã chưa. Bây giờ mày lại đây tao mời heo quay cho mày ăn nữa. Mày nhìn má mày mang dài đi con. Ôi, cái gì vậy trời? Ủa, mẹ mày tao sợ lắm, nó như cô hồn cát đảng vậy đó. Con đỉ mẹ tu bay ra mặt đi. Con đào làm con nói chịu thôi, bắt gì mà lo cá không đồng vô. Trời đất ơi, nó dí mà nó dí tới quán cà phê mà cái lớn nhất cái Nguyễn Huệ luôn đó. Mày ngon, đủ má tay đôi, đủ má tại đây nằm ra mặt đi. Hiểu rồi, trời ơi, hiểu rồi. Quất máu hồi cung. Kìa, mày đây rồi. Bữa nay mày đụng lộn ổ rồi. Bữa nay mày đụng ngay ổ kiến lửa rồi. Đủ má tao thua mày cái thứ ăn mài vậy sao? Chơi mày. Đủ má tao mà thua mày hả? Chơi tới bến luôn. Nè, mày nhìn đi. Lắng cái lỗ tai chó lên mà nghe nè. 3, 2, 1, vô. Ai mà cứu chị ba? Chị tha cho em đi, chị vui vẻ mà bỏ qua. Tha thứ cho mày hả? Không bao giờ tha mày. Thank you so much. Tụi bay bắt phe lộn rồi. Tụi bay bắt lộn rồi đó. Tụi bay bắt bồ mà bắt lộn rồi. Người ta mạnh, đủ mày lựa ai mạnh người ta bắt chứ đủ mà ai bắt đủ yếu. Mày là con gà te, đủ mày người ta là con gà nồi. Làm lợi người ta không? Trời ơi con lại mấy má. Không má nào chịu thua má nào. Tạm dừng đi. Trèo lên cây mít đưa đất cho ông nó đâm. Rồi xong, lầu lượm. Làm sao vậy? Mày nhìn phải biết chứ. Xong cái ân quán giang hồ. Chị cảm ơn các em của chị. Chẳng qua là tại vì mình chơi thiệt tình thôi, chứ không phải là mình ngu đâu. Cô cũng có lẽ đi kìa. Ok. Thu nhập yêu nghiệt, xuất sanh con hãy hiện nguyên hình cho mẹ.